Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá các cái xe đạp thể thao nhập khẩu. Hôm nay em có đưa đến các bác một con Midsize X9 Pro. Con này trang bị cấu hình cực cao các bác nhá, mà giá thì rất hợp lý. Đấy, được trang bị cấu hình củ đề Shimano XT, DOR XT, tay bấm DOR XT, giảm sóc hơi, bánh bạc đạn, cối lổ, đó, đùi đĩa trục rỗng. Mà giá chỉ có 9,2 triệu thôi. Đấy, gạt đĩa DOR. Đây là em vào quay phần chi tiết. Về phần sơn của chiếc xe thì nó có một vài vết xước nhỏ. Nói chung là về tổng thể thì nếu mà các bác mà không cầu kỳ về phần sơn thì ok được với cái giá bán này. Tạm chấp nhận với cái giá bán này thì nó cũng đấy, không có vết xước nào gọi là khá lớn cả, một vài cái vết nhỏ nhỏ xung quanh xe. Thì xe thì qua sử dụng thì nó cũng khó tránh khỏi rồi. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhá. Gạt đĩa XT. Đấy, gạt đĩa Shimano DOR XT. Con này cấu hình rất là ngon. Đề XT. Mưa líp 10 tầng. Mây ơ bi vòng. Cối lổ. Giảm sóc hơi các bác nhá, giảm sóc hơi. Epicon mày ở trước cũng là bi vòng luôn. Bộ tay chuyển số là Shimano DOR, phanh dầu Shimano, có con này có khóa giảm sóc trên tay này. Khóa giảm sóc trên tay và con này được trang bị cái ghi đông đổ đèo, nó rất là dài luôn, dài so với các con khác phải tầm khoảng gần 20 phân ấy. Để cho mà luyện tập leo núi thì nó kiểm soát hành trình nó tốt hơn so với cái ghi đông ngắn. Đấy, ghi đông dài rất là dài. Đấy, khung nhôm trang bị gạt đĩa, bộ đề tay bấm xả DOR XT, phanh dầu Shimano, bánh bạc đạn bi vòng. Giờ sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem nhé. Đây, size của chiếc xe là từ tâm trục đạp này, đây khóa cộng yên này là 42 cm, ở trên khung thì nó ghi là 17 inch, nghe 17 inch các bác này. Còn sóng ngang là từ tâm cộng yên cho đến tâm cổ phốt là 54 cm. Đấy, xe này phù hợp cho các bác cao tầm khoảng từ 1m65 địa hình thì nó dễ đi hơn xe đua, đa dạng cỡ hơn, nó 62 1m75 là đều đi được. Vì bản thân em là em cao 1m62 là em đi ok con này luôn. Giờ em sẽ vào vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Chuyển số, chuyển mã cho các bác xem nhé. Clip 10 tầng, có bộ DOR XT, chuyển rất là êm luôn. Đĩa, ta đĩa,
nền đĩa xuống đĩa rất là mượt mà. Bánh đi vòng luôn các bác nhá. Vâng, xe có giá bán bên em là 9,2 triệu, bao ship tận nhà cho các bác, chuyển hết tiền. Bác nào quan tâm đến chiếc xe này, cấu hình rất tốt trong tầm giá, giảm sóc hơi, tay gạt và củ đè là DOJXT, giảm sóc hơi, chuyên cho leo núi, giá 9,2 triệu, bao ship tận nhà cho các bác. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo số điện thoại trên màn hình để bọn em tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Gặp lại các bạn trong những video lần sau.